Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình có xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy với cái dòng máy nhỏ gọn cho con gái. Con gái rất hay dùng cái này với những người hay di chuyển và của hãng Dell. Và mọi người đoán xem mình sẽ giới thiệu dòng máy gì. Đây, nó ở đây. Đây là cái máy này, tên của nó là Dell E7240. Dòng cái máy này thì mình khá là ấn tượng với nó bởi vì cái kích thước nhỏ gọn của nó. Các bạn đoán xem, cái máy này nó chỉ nặng khoảng tầm 1,3 kg thôi. Rất là nhỏ gọn. Máy này thì màn hình của nó là màn hình 12.5 inch với trang bị cấu hình hiện tại con mà mình đang cầm đây là chip i5 thế hệ thứ 4, RAM 4GB và được trang bị ổ cứng SSD. À, chú ý nhá, máy này chỉ lắp được ổ cứng SSD thôi. Nó chạy chuẩn ổ SSD M2, không thể chạy được ổ HDD đâu, và không có ổ đĩa. Nhìn qua tổng thể của cái máy này thì mình đánh giá rất là cao ở cái vỏ của nó. Vỏ của nó là vỏ bằng hợp kim nhôm với cái màu này là màu nhôm này, với cái logo truyền thống của Dell này. Điểm thực tế là mình không hài lòng với chiếc máy này, đấy là vấn đề cá nhân mình thôi. Đấy là cái vỏ này bằng kim loại, nhiều lúc mình sờ vào mình tay mình chân mình xuống đất thì có vẻ cảm giác nó hơi tê tê, đấy là mình hơi ức chế, và cụ thể là cái con này. Và cái bàn phím, tuy rằng nó có một điểm rất là hay, đấy là cái bàn phím của cái máy này là 12.5 inch, nhưng mà cái bàn phím được nó được trang bị khá là to, giống như bàn phím của máy 14 inch vậy. Đấy, cái bàn phím rất là to. Cái phiên bản mà mình đang cầm đây là bàn phím của phiên bản Nhật, đấy là có chữ tiếng Nhật. Thì cái một số khách hàng của mình hơi phàn nàn một chút là cái bàn phím tiếng Nhật này nó hơi khó ấn, cụ thể là những cái ký tự này nó bị đảo lộn này, dùng cực kỳ khó. Và đặc thù của máy xuất từ Nhật là cái phím xóa rất là nhỏ, gây khó khăn cho những người mà tay người ta muốn xóa. Thời lượng pin của con này thì khá là ấn tượng, mình dùng từ khoảng tầm 4 đến 6 tiếng. Máy này thì như ông anh mình có nói là nó có thể lắp được SIM 3G hoặc SIM 4G, nhưng với điều kiện là phải có thêm một cái cạc. Đây, khi mà tháo pin này ra thì có thể lắp được cái SIM, nhưng phải lắp thêm một cái cạc của nó nữa. Và thực tế mình cảm thấy nó ít người dùng và cũng ít người quan tâm đến nó. Về các cổng kết nối của máy này thì nó đang có 3 cổng kết nối là USB, một cổng HDMI, không có cổng VGA. Với 3 cổng USB thì mình đánh giá nó là bình thường, cá nhân mình dùng là vừa, không quá nhiều cũng không quá ít. Bên tay phải của nó là trang bị một cái được trang bị một cái chỗ để lắp thẻ SSD. Đây nào, mình sẽ đánh giá loa con này thì nghe hết sức bình thường, không có gì quá nổi trội cả. Phần mà mình đánh giá rất là cao, mình cũng xuất phát là từ một dân kỹ thuật nên mình đánh giá cao, ngoài cái phần cấu hình thì mình đánh giá cao Dell, cụ thể là cái dòng máy này hơn hẳn Asus. Đấy là ý kiến chủ quan cá nhân của mình. Và mình bởi vì sao đánh giá cao, bởi vì cái sự hoàn thiện phần cứng của nó rất là tốt, bởi vì cụ thể là cái bản lề này được làm rất chắc chắn. Mình tháo máy ra và mình thấy cái bản lề này họ được gia cố bằng một cái lớp gang, một lớp kim loại rất là chắc chắn. Đây, nên có cảm giác mình mở ra cái máy nó rất là chắc chắn, nó không có ọ bẹp. Đây, chắc chắn cực kỳ luôn đấy, chứ nếu mà một số dòng máy như Asus là bẻ này thì nó gãy xử rồi. Đây, chắc chắn lắm, cầm lên cái máy rất là đầm tay, chắc này. Với cái màn hình 12.5 này thì là màn hình HD của nó. Với cái màn hình này là màn hình chống lóa, nhưng mà mình nhìn đôi khi những cái góc, mình nhìn những cái góc khác vào thì cảm thấy nó không có cái sự sắc nét nhiều lắm. Trên cái mặt phím này thì mọi người chú ý là có những cái nút tắt âm lượng này, tăng giảm âm lượng. Rồi, cơ bản là với cái tầm giá khoảng tầm 5 đến 6 triệu thì mình thấy không có con nào đẳng cấp và ngon bổ rẻ đứng tứ chí như con Dell 7240 này. Rất là nhẹ, các bạn chú ý nhé, 1,3 kg. Còn một vấn đề nữa là các bạn có thể liên hệ mua sản phẩm ở địa chỉ trên.
Ngoài ra còn thắc mắc gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi theo số điện thoại này.